Hóng dưa si bít Nhiệt ba mất tài nguyên Trương dư Hy coi thường fan Đặng luôn gặp khó khăn Đối với những người yêu thích xem tin tức hóa ngữ thì hầu như họ sẽ đều chú ý đến hàng loạt tin dưa, tin đồn xung quanh các ngôi sao và bộ phim do các blogger tung ra. Mặc dù đó đều là những tin tức chưa xác nhận, nhưng vẫn được dân mạng từ Trung sang Việt chú ý, thậm chí còn trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn. Vậy hãy cùng chúng tôi xem những ngày gần đây, trong sơ hoa hóa ngữ có tin dưa gì được quan tâm nhiều nhất nhé! Thứ nhất, Trương dư Hy coi thường fan kể từ sau khi trương dư hy cứ hợp đồng với hoan thụy thì cô ấy ngày càng kiêu ngạo nhất là đợt vừa rồi dương tử rời đi cô ấy thuận lợi thành nhất tỷ của công ty nên làm việc chẳng kiêng dè điều gì gần đây trương dư hy còn dùng nick phụ đăng bài nói fan không cần phải cài số liệu gì cho cô ấy dù không có số liệu thì tài nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng thật ra thì kiểu nghệ sĩ như trương dư hy có công ty bảo vệ nên chẳng thiếu phim đóng có thể là cô ấy cũng chẳng quan tâm nhiều đến mảng thời trang và thương vụ nên không cần số liệu hơn nữa phần lớn fan của Trương Sư Hy đều là fan sự nghiệp, những fan như vậy rất khó để bắt kiệt được. Lại dễ gây cản trở đến sự nghiệp nên tốt hơn là không cần. Thứ hai, Đặng Luân gặp khó khăn. Đừng nhìn vào việc Đặng Luân luôn thể hiện rằng anh ấy không hề quan tâm đến đối tác của mình là ai, bởi thực tế anh ấy chẳng thể làm gì thay đổi được đối tác và có thể hợp tác với người mình mong muốn cả. Nguyên nhân chủ yếu là vì vị trí của Đặng Luân trong giới đã bị tụt dốc, cộng thêm giá trị, lợi ích suy giảm, nên trong mắt người khác anh ấy không thể trở thành đối tác số 1 được. Hơn nữa việc lựa nữ chọn hợp tác đều phải hai bên tự nguyện, một mình Đặng Luân đương nhiên là chẳng thể làm gì được. Cho nên trước khi có thể thay đổi được tình trạng hiện tại, Đặng Luân căn bản không quyết định được điều gì. Thứ ba, địch đại Nhật 3 mất tài nguyên, đoàn phim cầu trạng tia chớp trước đây đã quyết định nữ chính là nhiệt ba nhưng thời gian gần đây vì nhà đầu tư có sự thay đổi nên phía phim không muốn giữ lại nam nữ chính được chọn ban đầu mà tìm kiếm diễn viên khác để thay thế bên đoàn phim gần đây có tiếp xúc với một thanh y lưu lượng không bằng nhiệt ba tuy mất tài nguyên nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến nhiệt ba dù sao thì cô ấy vẫn là một ngôi sao đang hot rất nhiều người muốn tìm cô ấy hợp tác sau khi biết nhiệt ba không đóng cầu trạng tia chớp nữa nhiều dự án đã tìm kiếm cô ấy nhưng đoàn đội lựa chọn kịch bản rất khắt khe Lý Dịch Phong e ngại Dương Mịch. Lý Dịch Phong vốn dĩ muốn giúp Trần Vĩnh Đình tuyên truyền trong phim mới, chỉ có điều nữ chính phim này là Dương Mịch. Scandal mới đây của Lý Dịch Phong và Dương Mịch từng tạo ra rất nhiều đề tài bàn tán. Nếu lúc này mà anh ấy đi tuyên truyền phim giúp Trần Vĩnh Đình thì scandal sẽ bị khơi lại. Đến lúc đó thì đối với bất cứ ai cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Cho nên Lý Dịch Phong chỉ đành ngồi im cho quá chuyện, đợi phim khác của Trần Vĩnh Đình lên sóng thì sẽ tận lực tuyên truyền hộ. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.